chào thầy cùng tất cả anh chị em trong nhóm. Em tên Trần Văn Khánh. Em sinh năm 1992. Năm nay em 26 tuổi. Em tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Hiện tại em làm trong công ty tài chính được 4 năm rồi. Nhưng lúc nào em vẫn luôn khao khát được tự do tài chính và thoát khỏi cuộc sống làm ăn công lương. Thời gian ban ngày thì em đi làm. Và một tuần thì em cũng chỉ được nghỉ một ngày thôi. Em ham học hỏi và thích đọc sách. Em rất tò mò về thích quay phim chụp hình và Photoshop nữa. Em hay lên YouTube để tìm những kiến thức chuyên sâu hơn. Và cũng nhờ vậy mà phát hiện được kênh chủ yếu của thầy. Thầy là nguồn cảm hứng và cũng tạo động lực cho em. Em cũng dựa vào những kiến thức mà em học được từ thầy thì em đã tạo được số kênh chuyên về mảng kiến thức nước ngoài và chiến tranh nước ngoài nữa. Nhưng dần thời buổi lúc đó thì em cũng có kiếm được một ít, nhưng mà dần chính sách của YouTube thay đổi quá nhiều cho nên em đã bị mất bản quyền về hình ảnh và một số thứ riêng anh nội dung nữa. Sau một thời gian thì em suy nghĩ về để mà phát triển con đường YouTube lâu dài thì chỉ có thể làm vlog, tạo một thương hiệu cá nhân để mà mọi người biết đến mình. Rồi cho dù kênh mình có bị trục trặc vấn đề đi nữa thì mình phát triển một kênh mới nhân bản mới ra, và thì tự người khác sẽ tìm đến mình thôi. Nhà em thì chuyên về nghề đánh bắt hải sản, và em định hướng phát triển kênh mình về du lịch miền Tây sông nước và hải sản các loại, thì về ẩm thực nữa. Và em cũng định hướng là sẽ khô các loại để quảng bá cái vừa quảng bá kênh mà vừa bán sản phẩm của mình luôn. Buổi tối thì em cũng hay xem những video chơi game, trong đó có game Liên Quân. Em cũng đang tập tành để làm những cái video về Liên Quân trong một những buổi tối rảnh và những ngày đi làm ban ngày xuống à. Em đâu có thời gian rảnh để làm video đâu, mình tự chỉ nghỉ một ngày thôi. Đến với nhóm là mục đích của em là để học hỏi giao lưu cùng mọi người ở đây có cùng chí hướng. Em cũng xin chúc cho mọi người ở đây được thành công hơn nữa trên con đường MMO. Em cũng sẽ luôn theo dõi kênh của mọi người và sẽ giúp đỡ mọi người like, share và subscribe, tương tác cùng mọi người để mà giúp mọi người phát triển kênh mình hơn. Cuối lời em xin chúc cho thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp người đi đầu của mình. Em xin chào tạm biệt ạ.